Ok, và hello, xin chào bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Gà đây. Thì nếu như là bạn là một YouTuber mới hoặc đơn giản bạn chỉ muốn chơi với bạn bè, mà bạn bè bạn rất nhiều người ha. Mình muốn chơi một game nào đó nhưng mà mình không đủ tiền mình mua server VIP. Thì có cách nào đó để mình vào một cái server thật là vắng người để mình chơi cùng với bạn bè của mình hay là những YouTuber mới thì chơi cùng với fan của mình hay không? Ok, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta biến một cái server thường thành một cái server khá là giống server VIP ha. Để làm được điều đó chúng ta cần phải có một cái phần mềm hỗ trợ. Và phần mềm đó là gì? Mình sẽ cho các bạn xem. Các bạn lên Google giống cơ cho mình ha. Các bạn bấm chữ Roblox Plus Enter. Thì nó hiện ra trang đầu tiên nè. Đây là một cái add-on của Chrome các bạn ha. Cốc cốc hình như cũng xài được đó. Nếu bạn nào xài trình duyệt cốc cốc ha. Còn nếu không bạn xài trình duyệt Chrome như mình. Đây trang web chrome.google.com nè. Roblox cộng nè ha. Bấm vô. Nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Thì mình đã add cái add-on này vào rồi ha. Nếu bạn chưa add thì bạn bấm vào cái ô xanh xanh trên đây nè, bấm vô add nó vô cái Chrome của bạn ha, add nó vô cái trình duyệt của mình ấy. Sau khi add xong thì nó sẽ hiện như thế này. Rồi, các bạn có thể F5 lại cái trình duyệt của mình ha. Thì cái mục đích của cái add-on này là gì? Mục đích add-on này nó thêm vào một cái phần hỗ trợ giúp cho các bạn tìm ra những server vắng người nhất. Không phải là không người nha, nó có thể có một người hoặc hai người. Nhưng mà nói với những cái tựa game nhiều người mà server nó luôn luôn đông á, thì bạn rất khó để bạn tìm ra được cái server nó ít người ha. Ví dụ một cái game là Phantom, ví dụ như một cái game là Phantom 4 ha các bạn ha. Cái game này là một game bắn súng khá là nhiều người chơi. Hiện tại đang có 9.000 người playing chơi game nè. Thì khi các bạn muốn bấm chọn một cái server ít người, các bạn phải kéo trên xuống đúng không? Rồi bấm tiếp tục. Đó, nó cứ hiện số người liên tục như vậy thôi. Ví dụ đi, bạn có một nhóm bạn hoặc là bạn là YouTuber mà bạn có tới 30 người fan muốn chơi cùng với bạn. Không lẽ mình mua server VIP đúng không? Thì server VIP này rất là mắc các bạn xem nè. Đấy, server VIP của cái game Phantom 4 ví dụ như vậy là 500 Robux ha, khá là mắc. Nếu chúng ta không có Robux thì chúng ta mua, thì chúng ta phải tìm thôi. Nếu không có Robux mua thì bạn phải tìm những server ít người để bạn vào ha. Thì ở đây tới 40 trang, không lẽ bạn phải bấm từng trang đúng không? Thì cái add-on này nó sẽ thêm vào một cái dấu như thế này. Các bạn thấy không? Cái dấu mà mũi tên đi ngang có dấu gạch xuống nè. Nó giúp các bạn kiếm ra server vắng rất là nhanh, các bạn chỉ cần bấm vào đây. Ha. Thì nó sẽ đưa bạn tới ngay cái gang cuối luôn. Bình thường nếu bạn không cài add-on này vào thì nó sẽ không có cái dấu này, nó chỉ có dấu mũi tên qua trái qua phải thôi. Sau đó bạn bấm lùi về ha. Đấy, thì bạn sẽ thấy ngay cái server đang ít người nhất. Do cái game này chỉ có 40 trang ha, nếu bạn có thời gian bạn cứ tìm cái server vắng người bằng cách bạn cứ lướt tới 40 trang nó cũng ra thôi. Nhưng mà nếu như những game như Adobe Me hay là Map City đi, nó tới 5-60 trang hay 100 trang, thì cái việc bạn bấm từ trang thứ nhất cho tới trang thứ 100 rất là lâu. Thì bạn hãy cài cái add-on này vào, như mình vừa hướng dẫn ha. Bấm một cái kịch nữa nhảy xuống cái trang cuối cùng luôn đó. Sau đó bạn cứ lùi lại một hai trang ha. Đây có khi server có một người nè, thì bạn cứ bấm vào bằng chơi game bình thường ha. Sau đó bạn copy cái link này nè, bạn đưa cho cái fan của bạn hoặc là nhóm người của bạn. Đây là server thường nha, thì họ đều có thể join game chung với bạn rồi, khỏi phải tốn tiền để mua server VIP ha. Ok, và vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta biến một cái server thường trở thành gần như là một server VIP để cho chúng ta có thể chơi chung với nhiều người ha. Và nếu bạn thấy video này có ích, đừng quên bỏ lại một like, share video này cũng như hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn mỗi ngày ha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.